Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Các bạn có bao giờ nghe rằng trong quanh bên Ben tồn tại một thế giới song song, nơi mà mọi thứ đều bị đảo ngược lại so với thế giới thực? Và tại đó thì luôn tồn tại một đất Saitama có sức mạnh ngang với thánh sai, thế nhưng lại đi theo phe quái vật. Bởi vì ở thế giới đó, con người mới là giống loài đáng sợ, còn những quái vật mới chính là những cư dân bình thường của thế giới. Hoặc là có bao giờ bạn đọc được một giả thuyết rằng tất cả những gì đang diễn ra trong quanh Bình Man đều chỉ là những giấc mơ của thánh sai, vì sau khi bị cua mặt xịp đánh trong lần giải cứu cậu bé mặt mông, cậu bé cầm mông, thì sai hỏi đã bị hôn mê và mơ về những gì đang diễn ra trong quanh Bình Man. Nếu như ít nhất một lần nghe qua những lời đồn thổi đó về Saitama, thì đó chỉ là những lời đồn chưa có căn cứ về thánh sai thôi. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những lời đồn quanh thánh sai đâu, mà còn rất nhiều những lời đồn thổi khác xung quanh Saitama. Và trong lúc vẫn còn đang chờ đợi chắp mới ra mắt, thì hãy cùng mình trong video này tìm hiểu về những lời đồn đại chưa có căn cứ về Saitama nhé. Lưu ý là hầu hết những lời đồn này đều xuất hiện trên mạng và không hề được xác thực bởi bất kỳ ai. Chính vì vậy mà theo ý kiến của mình, các bạn hãy đón nhận một cách thuần túy và giải trí thôi nhé. Bởi lẽ, vốn nó không có bất kỳ giá trị nào đối với mạch truyện chính trong One Punch Man của chúng ta cho tới thời điểm hiện tại. Chính vì thế mà mình hy vọng các bạn sẽ không tin vào những lời đồn này mà gây quơ với nhau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những lời đồn chưa có căn cứ về Saitama. Lời đồn đầu tiên là sức mạnh từ cú đấm mạnh nhất của Saitama bằng một nửa vụ nổ Big Bang. Ngay từ khi mà bộ truyện One Punch Man được ra mắt thì nó đã khiến cho những người đọc đầu tiên cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng khi mà lần đầu tiên có một hình tượng anh hùng mang sức mạnh khủng bố nhưng lại không được bất kỳ ai công nhận và biết đến. Và đặc biệt là khi tác giả Murata hợp tác cùng với One để vẽ lại bộ truyện này thì thực sự One Punch Man đã thu hút được một lượng lớn fan kéo đến và hóng từng cháp ra mắt hàng tuần. Và vì đột ngột có quá nhiều người biết đến cũng như là sự viral đáng kinh ngạc, đã có một số người vì quá hâm mộ sức mạnh khủng khiếp của Saitama mà đưa ra lời đồn này. Cụ thể là vì sau khi chứng kiến cú đấm nghiêm túc của Saitama cũng như là những lần dễ dàng tiêu diệt quái vật thì đã có người quá khích mà đồn đoán rằng sức mạnh từ cú đấm của Saitama mang sức hủy diệt bằng một nửa vụ nổ Big Bang. Và chắc chắn khi nghe qua lời đồn này thì rõ ràng là nó hết sức vô lý và vô căn cứ, đúng không nào? Vào thời điểm đó thì không hề có một thước đo nào để chúng ta có thể biết được mức độ hủy diệt từ cú đấm của thánh sai là đến đâu, mà thay vào đó chúng ta chỉ biết rằng sai hỏi là một nhân vật rất mạnh và sở hữu sức mạnh tuyệt đối, có thể dễ dàng one hit one kill tất cả quái vật. Thật vậy, nếu như lời đồn chỉ là cú đấm Saitama đủ sức phá hủy cả một hành tinh thì có lẽ nó sẽ có căn cứ, cũng như là đến thời điểm hiện tại nó đã trở thành hiện thực rồi. Thế nhưng vĩ cú đấm của Sai Hỏi mang sức mạnh bằng một nửa vụ nổ Big Bang thì quả thực là quá sức vô lý, cũng như là vô căn cứ. Cho đến bây giờ thì chúng ta mới biết được rằng sức mạnh của Saitama là vô hạn. Thế nên chúng ta cũng có thể tưởng tượng được phần nào trong tương lai, sức mạnh từ cú đấm của thánh sai cũng có thể trở thành như lời đồn. Tuy nhiên không phải lúc nào Saitama cũng muốn nâng sức mạnh mình lên quá khủng khiếp như vậy, và thậm chí là không ai dám chắc rằng trong tương lai sẽ có một thảm họa nào nguy hiểm tới mức Saitama sẽ tung ra một cú đấm mang sức sát thương bằng cả một nửa vụ nổ Big Bang nữa. Vậy nên, như các bạn cũng đã thấy, thì việc hắt hơi thổi tung sao mộc hoặc đấm hạ luôn Cosmic Garu chỉ bằng một đấm là sức mạnh lớn nhất mà Sai Hỏi sử dụng cho đến thời điểm hiện tại. Vậy nên, thì lấy đâu ra cú đấm của thánh sai mang sức mạnh bằng một nửa vụ nổ Big Bang được? Ama vụ nổ Big Bang thậm chí còn chỉ là lý thuyết trong thiên văn học, chứ nó chưa hề được xác nhận là thực sự tồn tại. Chính vì vậy mà việc so sánh với cú đấm của thánh sai với một lý thuyết thiên văn thì nó thực sự là một điều ngớ ngẩn, đúng không nào? Chính vì thế mà theo quan điểm của mình thì đây là một lời đồn vô căn cứ. Còn các bạn nghĩ sao? Bình luận phía dưới cho mình biết với nhé. Tất cả chỉ là mơ. Như đã nhắc đến ở phần intro thì đây rõ ràng là một lời đồn vô căn cứ khi nó bắt nguồn từ một giả thuyết vui, đó là Saitama chỉ đang mơ sau khi bị cua mặt xịp đánh gục. Mặc dù là một giả thuyết vui, thế nhưng với những lập luận cực kỳ hợp lý thì đột nhiên nó lại trở thành một lời đồn cực kỳ nổi tiếng về Saitama. Như các bạn đã biết thì trước khi trở thành một anh hùng như hiện tại, thánh sai vốn dĩ là một chàng trai thất nghiệp, mãi chẳng kiếm được công việc gì để làm. Đã vậy, tại khu vực mà Sai Hỏi sinh sống lúc bấy giờ lại thường xuyên xuất hiện quái vật. Vì thế mà việc tìm cho mình một công việc với thánh sai lại càng khó khăn hơn. Thậm chí là Sai Hỏi còn phải mưu sinh bằng đủ các loại nghề nghiệp để có thể kiếm được chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và kỹ năng săn sale của thánh sai cũng có được nhờ vào việc rèn giũa trong những ngày tháng khó khăn ấy. Và vào ngày mà Saitama đụng độ với cua mặt xịp, nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thánh sai. Đáng lý ra, quái vật này đã tiễn Sai Hỏi đi chầu trời ở lần gặp mặt đầu tiên. Và có vẻ như lúc đó Saitama cũng muốn Isekai sang một thế giới khác, nên khi đụng độ với cua mặt xịp, thánh sai cũng không bỏ chạy mà để hắn muốn làm gì thì làm.
Nhờ đồng cảm với cảnh ngộ của Saitama mà hắn đã bỏ qua cho ông thầy đầu hói và hỏi về tung tích của cậu bé cầm mông. Và rồi như các bạn đã biết đấy, đi thêm một đoạn nữa thì Thánh Trọc đã gặp được cậu bé ấy. Nhưng đồng thời cua mặt xịp ngay sau đó cũng tìm ra cậu bé. Có lẽ nếu như Sai Hói giữ nguyên quyết định ban đầu là mặc kệ cậu bé thì chúng ta đã không có One Punch Man gì hiện tại. Thế nhưng trong giây phút sinh tử thì Thánh Sai đã quyết định quay xe và bảo vệ cho cậu bé ấy và bị cua mặt xịp đánh cho bay xa sau một lúc đối đầu. Và sau đó thì Saitama còn bị dần cho một trận tơi bời tới mức tả tơi. Và chính lúc này đột nhiên Saitama trở nên nhanh nhẹn một cách bất thường và phát hiện ra điểm yếu của cua mặt xịp, từ đó lật ngược tình thế và thành công tiêu diệt quái vật này. Và điểm mấu chốt của lời đồn rằng Saitama đang mơ chính là ở đây. Theo như giả thuyết thì khi nhận đòn đánh cuối cùng của cua mặt xịp, Thánh Sai đã bị trọng thương và gần như không còn khả năng phản kháng nữa. Và trong giây phút ấy đã có một anh hùng khác xuất hiện và cứu lấy cậu bé trước khi Saitama ngất lịm đi. Chính vì vậy mà trong giấc mơ của mình, Thánh Sai đã nằm mơ rằng mình đột nhiên có sức mạnh và đánh bại được cua mặt xịp, rồi sau đó bắt đầu con đường luyện tập để trở thành anh hùng. Và như các bạn đã thấy đấy, theo lời Sai Hói thì chỉ có luyện tập liên tục trong vòng 1.5 năm với những bài tập đơn giản thì đã có được sức mạnh như hiện tại. Và đây rõ ràng là điều hết sức vô lý, khi mà chỉ có thể là đang nằm mơ. Khi mà chỉ có thể là đang nằm mơ thì con người ta mới có thể nghĩ ra được như thế mà thôi. Từ đó lời đồn về việc Sai Hói thực ra đang mơ được sinh ra. Mặc dù là với những lập luận trên thì giả thuyết này nghe qua cũng khá là thuyết phục, thế nhưng đây cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ về Thánh Sai mà thôi, chứ chẳng có một ai xác nhận cả. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ nghe qua cho vui, chứ đừng xem nó như những câu chuyện xoay quanh Thánh Sai đã bàn luận trong thời gian chờ chấp mới nhé. Saitama bị ung thư. Thực sự mà nói thì lời đồn này khá là đắc đách rủn rủn lờ mau. Bởi theo như những gì ở trên, thì Sai Hói bị thương và đang nằm mơ thì lời đồn đại này nó còn đen tối hơn rất nhiều. Dành cho bạn nào chưa biết thì Thánh Sai đã từng có một tuổi thơ bị bạo lực học đường. Chính vì vậy mà Sai Hói thường xuyên bị bắt nạt và bị các bạn học xấu đánh đập, cướp mất tiền tiêu vặt. Và theo như lời đồn này thì vì có một quá khứ như thế nên là sau khi lớn lên, Saitama đã bị ám ảnh về việc bản thân có một thứ sức mạnh tuyệt đối để có thể đánh bại những kẻ xấu hay các quái vật để cứu giúp người dân. Vậy nhưng đáng tiếc thay là bản thân của Sai Hói lại mắc căn bệnh ung thư quái ác và không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế mà Sai Hói mới tưởng tượng ra rằng trong một lần đi xin việc bất thành thì Sai Hói đã cứu một đứa trẻ khỏi một quái vật cua và từ đó quyết tâm trở thành anh hùng. Và sau một khoảng thời gian ngắn luyện tập thì Thánh Sai đã trở nên mạnh khủng khiếp mà không một ai có thể địch lại. Nhưng Saitama cũng phải trả giá cho việc mạnh lên quá nhanh của mình, đó là mất đi mái tóc. Chi tiết này liên hệ tới việc Saitama bị ung thư, đó là vì bệnh nhân ung thư khi hóa trị thường sẽ rụng hết tóc, vì thế mà họ thường cạo đi mái đầu của mình trong quá trình trị liệu. Và vì bản thân Sai Hói cũng như vậy, nên có thể Thánh Sai cũng được xây dựng nhân vật trong tưởng tượng của mình bị hói đầu và không thể mọc lại tóc. Và trong giai đoạn 1.5 năm khi phải chiến đấu với những quái vật và bị thương thì có lẽ đó là quá trình Saitama phải chiến đấu với căn bệnh ung thư và những lần điều trị đau đớn mà Saitama đã vượt qua. Ở phần kết thì sau khi đạt được sức mạnh như hiện tại, không rõ là Saitama đã chiến thắng căn bệnh ung thư của mình và trở nên bất bại hay căn bệnh đã chiến thắng Thánh Sai và anh đã rời khỏi trần gian, thế nên Sai Hói mới không cần hứng thú trong việc chiến đấu nữa. Và tới đây mình sẽ để cho các bạn là những người quyết định cái kết. Và thực sự, mặc dù đây chỉ là một lời đồn vô căn cứ, nhưng với những chi tiết mà mình đã nói cùng với liên hệ thực tế thì các bạn có thể thấy rằng nó cũng rất hợp lý đúng không? Và biết đâu đây sẽ là cái kết cho bộ truyện đấm phát chết luôn ở một tương lai xa thì sao? Saitama chính là God. Một điều khá hài hước là trước đây từng có tin đồn rằng Saitama chính là God và God chính là Saitama. Không rõ tin đồn này bắt nguồn từ đâu, nhưng thật sự nó cũng đã từng có một thời gian trở nên cực kỳ nổi tiếng và được bàn luận rôm rã trên khắp các diễn đàn. Nhiều người cho rằng vì sức mạnh của Thánh Sai quá bá đạo, cũng như là cách giải thích về nguồn gốc sức mạnh một cách mập mờ của Sai Hói đã khiến cho nhiều gian cư mận nghĩ rằng có thể Thánh Sai chính là God. Bởi thế, Sai Hói mới có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng nếu chỉ là một người bình thường và với cường độ luyện tập cũng hết sức bình thường như vậy thì làm sao mà có thể mạnh tới mức như thế? Thậm chí là nhiều người còn hài hước cho rằng vì God đã quá chán với việc quá bá đạo nên đã ban sức mạnh cho Saitama để Thánh Sai có thể trở thành đối trọng của mình và từ đó khiến cho God cảm thấy hứng thú khi xuất hiện một đối thủ có thể cần kèo với God. Phải nói rằng đây là một trong những lời đồn vô lý nhất về Saitama khi mà nó không hề có một chút logic nào cả, cũng như là không có chi tiết nào hợp lý để khiến cho nó đáng tin cậy. Tất cả đều là vô căn cứ và tất nhiên lời đồn này sẽ khó mà có thể trở thành hiện thực được rồi. Có sự xuất hiện của Dark Saitama. Và cuối cùng chính là lời đồn đại về sự xuất hiện của Dark Saitama. Ở phần intro thì mình đã nhắc sơ qua về lời đồn đại này, thế nhưng vẫn chưa nói đến nguồn gốc của nó. Vì thế mà hãy cùng mình đi vào chi tiết của lời đồn này nhé.
nguồn gốc thực sự về đất Saitama xuất hiện vào thời điểm nào không có thông tin chính thức. Thế nhưng, nó trở nên viral vào thời điểm khi mà đa vũ trụ siêu anh hùng của Marvel càng quét khắp các rạp phim trên thế giới. Và kể từ đó, thì lời đồn về một đất Saitama sẽ xuất hiện trong One Punch Man để chiến đấu với Thánh Sai cũng trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi hơn. Cụ thể thì ở một đa vũ trụ, chúng ta sẽ có một đất Saitama đi ngược với Saitama lương thiện của mạch truyện chính và cả hai sẽ trở thành đối trọng để khiến cho cán cân sức mạnh trở nên cân bằng thay vì như hiện tại, nó đang nghiêng hết về phía Sai Hói. Mặc dù là nghe qua thì nó cũng có vẻ khá là thú vị và với mạch truyện hiện tại thì có khả năng là nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi lẽ tác giả Murata đã từng nói rằng ông và Wan cảm thấy đa vũ trụ cũng rất thú vị nên đã thêm nó vào trong One Punch Man để phù hợp với meta hiện tại. Và thế là chúng ta có một màn quay ngược thời gian để sửa chữa quá khứ của Thánh Sai một cách đầy bất ngờ. Thế nhưng đó chỉ mới đơn giản là quay ngược thời gian để sửa chữa quá khứ thôi. Chứ còn nói đến đa vũ trụ hay đất Saitama thì sẽ là một câu chuyện rất dài ở trong tương lai xa. Thậm chí là có thể nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì tác giả từng tuyên bố rằng Saitama chính là nhân vật mạnh nhất của bộ truyện và sẽ không có một nhân vật nào khác đủ sức để ngang tầm với Sai Hói. Vì thế mà nếu xuất hiện một đất Saitama có sức mạnh ngang với Thánh Sai thì lại khá là vô lý đúng không? Vì thế mà đây đích thị là một lời đồn chưa có căn cứ mà thôi. Thế nhưng biết đâu được, thực sự là trong tương lai sẽ có một đất Saitama xuất hiện để giúp Saitama được thỏa mãn cảm giác chiến đấu thì sao? Và tất nhiên là người chiến thắng vẫn sẽ là Thánh Sai của chúng ta rồi. Nhưng nếu thực sự có một trận chiến như vậy diễn ra thì sự hoành tráng của nó sẽ khủng khiếp tới cỡ nào nhỉ? Vì đâu chỉ với Cosmic Garou không thôi mà Sai Hói và Thợ Săn Anh Hùng đã lôi nhau ra ngoài vũ trụ rồi phá nát cả một hành tinh. Vậy thì với đẳng cấp và sức mạnh của một đất Saitama thì có lẽ trận chiến sẽ khủng khiếp với quy mô hệ mặt trời hoặc thậm chí là lên đến mức ngân hà không chừng. À mà đó là tưởng tượng của mình thôi. Còn các bạn nghĩ sao về những lời đồn chưa có căn cứ về Saitama? Liệu còn lời đồn nào thú vị nữa không? Hãy chia sẻ cùng mình và mọi người với nhé!